Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an địa phương bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn trồng măng cụt của một hộ dân ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Vào thời điểm nêu trên, các đối tượng đánh bạc thấy lực lượng công an xuất hiện thì bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chặn giữ lại 11 người có liên quan. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 con gà, 2 cửa sắt, 1 cân đồng hồ, 9 điện thoại di động, 7 xe mô tô và số tiền gần 22 triệu đồng. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.